bây giờ là sẽ về cái dàn xe đi qua cái lô phía bên kia quay nha các bạn, ô lộn phóng nha các bạn. Bây giờ là chạy qua đó luôn, chặt mấy phóng mía đi qua đó luôn. Mấy phóng mía đâu rồi, đang quay đầu hả? Mấy phóng mía đang quay đầu các bạn. Máy này là máy bánh hơi, nó nhỏ hơn chiếc CH570, chiếc này là có 3520. Cái bánh hơi thì nó quay đầu, nó qua mấy cái bờ lô, nó không bằng cái mấy cái chiếc bánh xích nữa các bạn. Nó quay đầu hơi chậm hơn. Bữa nay trời u ám đó các bạn, u ám với lại nữa lạnh lắm. Sáng chạy đi mà lỗ tai nó lạnh quéo lỗ tai luôn. Vô mía nè, phóng sướng ha, mía này ngon nè. Cao. Cái độ cao đứng đẹp là phóng sướng. Nó nhỏ hơn là CH570 chứ thật sự nó nhỏ hơn đâu có nhiêu đó các bạn.
trời, mấy cây nào đây nè các bạn, giờ ra nè.
cái mọt của mình bị dài gần 5 mét không anh? 5 mét luôn hả? Vậy thì lớn quá lớn luôn. 5 mét trong 2 mét thôi. Ngang, ngang hạch mấy? 2 mét rưỡi. Dạ. Rớt mất tiêu cái cụ lự không ơi. Cái gì? Cái mỏ nhọn bên kia đó. À. Rồi cái cua đó dữ vậy hả? Anh rớt cục là có cái cua luôn hả? Chắc nói vậy rớt đúng không? Gãy hả? Dạ. Đặt mấy vô. Còn mấy giờ mới nghỉ ăn cơm anh? Chứ không có đúng giờ nữa luôn. Tao hôm qua trên kia có quen chiếc xe bự rồi. Không có búa à? Đừng gãi nào. Con gãi hả? Ôi trời. Sao tay lấy có gãi gì đâu. Đó, tại nó im rồi. Cái nào nó im là nó không có gãi. Ở đây khổng đài rồi. Ủa anh, cái thằng này có tục vô không? Lên hết rồi phải không? Hình như cái chiếc 892 này cũng có nữa. Buồn không nữa, nó còn buồn còn hả? À, tục vô không hả? Tục vô lên mấy bạn ơi. Bây giờ ở đây là xài tục bô không ạ? Tại vì không có tục bô là cá không nổi. Cá vô dầu qua chưa dùng mía. Rồi bắt đầu hứa bụi tiếp. Bắt đầu bụi ra kinh khủng nữa các bạn. Mình tránh trước đi. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi bye bye.